Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 23 tháng 12 ở Bắc Kinh để bàn về quan hệ song phương và trao đổi ý kiến về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc và Hàn Quốc, với những lập trường và lợi ích giống nhau về vấn đề bán đảo Triều Tiên, cần ủng hộ hòa bình và ổn định cho bán đảo, theo lời ông Tập được Reuters dẫn lời nói. Ông Tập cũng nói thêm rằng, Trung Quốc ủng hộ Hàn Quốc cải thiện quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để tạo thời cơ cho tiến trình đàm phán hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Moon rằng, Trung Quốc hậu thuẫn các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cải thiện các quan hệ với Triều Tiên và đẩy mạnh việc cổ vũ cho đàm phán hòa bình. Trung Quốc là đối tác thương mại và cũng là nước hậu thuẫn ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên. Vì thế, Tổng thống Moon của Hàn Quốc mang thông điệp của ông về tầm quan trọng của các cuộc đàm phán tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Komin-jung, người phát ngôn của Tổng thống Moon có mặt tại cuộc gặp gỡ ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết điều quan trọng hơn hết là phải duy trì đà tiến cho cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Hàn Quốc đều cho rằng vấn đề bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn, và là sức mạnh nhằm duy trì ổn định và cổ vũ cho đàm phán. Tổng thống Moon đang ở thăm Trung Quốc để dự cuộc họp ba bên tổ chức ở Thành Đô, gồm cá nhân ông, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Vẫn theo bản tin Reuters, ngoài một số vấn đề kinh tế và căng thẳng giữa Seoul và Tokyo, vấn đề Triều Tiên sẽ là đề tài nổi bật nhất trong nghị trình cuộc họp ba bên.